Khán giả, tôi đang có mặt ở khu bảo tồn Sungei Buloh của Singapore. Khu vực này rộng khoảng 130 ha và nằm gần sát với biên giới Malaysia. Bây giờ, xin hãy cùng tôi vào trong khám phá xem trong này có gì đặc biệt. Chính thức được thành lập từ năm 2002 với sự phát hiện trước đó của những người quan sát chim. Khu vực này có rất nhiều điểm đẹp, được kết nối với nhau bằng các cung đường bê tông. Khu vực cá sấu là nơi thu hút sự tò mò nhất của du khách. Đây là khu vực có rất nhiều cá sấu. Ở trong này có những con cá sấu dài từ 4 đến 5 mét. Cá sấu ở đây là loại cá sấu nước mặn lớn nhất thế giới. Nếu may mắn, sẽ nhìn thấy chúng trên mặt nước hoặc săn mồi trên cạn. Đi dọc các tuyến đường vào sâu bên trong, cũng sẽ gặp các loại rái cá, kỳ đà và rắn lục, hổ mang hay chăn. Dù hiếm khi bị chúng tấn công, nhưng du khách phải chú ý tự đảm bảo an toàn cho mình trước những sinh vật này. Đối với du khách thích ngắm cảnh thoáng đãng, thì vỏ bói cá hay điểm đại bàng là nơi có cảnh đẹp không thể bỏ qua. Cây cổ thụ đằng sau tôi đây là nơi thường xuyên lưu trú của các loài chim đại bàng, trong đó có những chú chim đại bàng trắng rất đẹp. Tại đây, nhiều du khách hôm nay vừa ngắm chim đại bàng, chim bói cá săn mồi, vừa tranh thủ lưu lại những hình ảnh đẹp. Điều tôi thích nhất ở đây là sự yên bình, âm thanh của thiên nhiên, của các loại động vật. Ở đây tôi cảm thấy mình thoát khỏi hẳn sự ồn ào của đời sống bộn bề hàng ngày. Tôi có thể chụp được nhiều bức hình đẹp mà chỉ tôi mới có. Nó sẽ là kỷ niệm sau này. Đi dạo quanh khu vực cũng là thời gian trải nghiệm thú vị của tôi. Ngoài ra, khu bảo tồn này còn là một điểm trú ngụ của các loài chim di cư từ nhiều nơi trên thế giới như Nga, Trung Quốc, Himalaya. Có hơn 200 loài chim đã được phát hiện ở đây, trong đó có những loại chim quý hiếm. Tập trung đông nhất là vào mùa chim đi tránh rét, từ tháng 8 đến tháng 4 hàng năm. Đây cũng là mùa tham quan đẹp nhất. Sungei Buloh được công nhận là vườn di sản ASEAN từ năm 2003. Mỗi năm nơi đây đón khoảng 100.000 lượt khách tham quan. Đây cũng là một trong 4 khu bảo tồn đáng trải nghiệm nhất hiện nay tại đảo quốc Sư Tử. Văn Hiếu, thường trú truyền hình Việt Nam tại Singapore.